Là vụ mùa được mong đợi nhất trong năm kể từ Tết Nguyên đán đến nay, thế nhưng nhiều hộ nông dân trồng bưởi da xanh đang dở khóc dở cười vì giá bưởi xuống thấp chưa từng có, chỉ còn 6.000 đồng một kg. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên từ đầu năm đến nay, bưởi da xanh liên tục rớt giá chưa từng có, nguồn tiêu thụ giảm mạnh. Những năm trước, giá thu mua tại vườn khoảng 40-50.000 đồng một kg, nhưng năm nay mới bán được 12.000 đồng một kg, loại đạt thì chỉ có 6.000 đồng. Giá rẻ nhưng thương lái ép giá rớt đến 70% mà vẫn phải bán. Lý do bưởi da xanh rớt giá là do những năm gần đây, không chỉ các tỉnh miền Đông Nam Bộ mà nông dân ở khắp các tỉnh đổ xô đi trồng bưởi da xanh. Diện tích tăng nhanh nhưng bưởi da xanh lại chỉ tiêu thụ trái tươi mà chưa đưa vào chế biến xuất khẩu nên giá bưởi ngày càng giảm. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội nên việc vận chuyển tiêu thụ gặp không ít khó khăn, khiến giá bưởi xuống thấp chưa từng có. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải, lái xe hàng hóa đã và đang gặp không ít những khó khăn về chi phí hoạt động phòng chống dịch bệnh test COVID-19. Nếu những khó khăn không được xử lý dứt điểm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong hơn 2 tháng qua, dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng hóa. Nhiều lái xe mệt mỏi, thậm chí xin nghỉ việc vì phải test COVID-19 liên tục. Với quy định lấy mẫu xét nghiệm từ 2 đến 3 ngày một lần, đối với các doanh nghiệp vận tải thì đây là một khoản chi phí không hề nhỏ. Chưa kể rất nhiều những khoản chi phí phát sinh khác, càng làm cho doanh nghiệp thêm khó khăn vì phải gánh thêm rất nhiều những khoản chi khác. Đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi thì nó trở thành một cái chi phí hàng tháng, trở thành một cái chi phí cố định. Nên với một đầu xe đấy một tháng cũng mất thêm độ khoảng 3-4 triệu nữa tiền test. Chu cư trung bình là 2 ngày hoặc 3 ngày test một lần. Thì không những ảnh hưởng về đến chi phí hoạt động doanh nghiệp, nó ảnh hưởng đến cả về thời gian vận chuyển hàng hóa. Các doanh nghiệp vận tải phải đối mặt với nhiều khó khăn, kế hoạch kinh doanh bị xáo trộn, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Đối với những tài xế, những khoản tiền thưởng dù không nhiều nhưng cũng phần nào thêm vào khoản thu nhập phụ giúp cho gia đình. Những tài xế như anh Dũng chạy xe trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 phải chịu rất nhiều áp lực. Việc phải xét nghiệm COVID-19 liên tục cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Chi phí của doanh nghiệp thì cũng là ảnh hưởng tới trực tiếp về đời sống em lái xe. Thì cái chi phí của doanh nghiệp đánh đồng vào những cái đồng lương của anh em lái xe cũng bị ảnh hưởng, bởi vì là nếu mà cái doanh nghiệp không phải bỏ những cái chi phí ra thì là đôi khi những cái dịp lễ trước thì doanh nghiệp còn có tiền để mà thưởng thêm cho anh em, để có những cái thêm những đồng chi phí về lo cho gia đình. Trong giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh thì việc dừng nghỉ của lái xe hầu như không có, ăn uống thì khó khăn. Trước đây mỗi tuần, anh Dũng được nghỉ khoảng 2 ngày trong tuần, vừa để thăm gia đình, vừa để nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Thời gian này, hôm nào được nghỉ là phải tranh thủ đi xét nghiệm COVID. Chưa kể lộ trình thay đổi, hầu hết các cung đường đều dài hơn, mất nhiều thời gian trên đường, gây mệt mỏi và căng thẳng. Xét nghiệm cái thời gian mà nó gần như này thì nhiều anh em là cũng không chịu được. Nhiều anh em cũng đồng đội lái xe bọn em là cũng bởi vì là cũng nhiều cái lý do là bệnh lý liên quan đến mũi, là xét nghiệm nhiều quá là cũng sẽ nghỉ. Chi phí xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe đối với các doanh nghiệp vận tải là một khoản chi phí lớn, tạo gánh nặng và sức ép cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn. Giá cả thì bất nhất, mỗi nơi một kiểu. Hiện chi phí xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR mẫu đơn là 734.000 đồng, cá biệt có nơi lên đến 1.200.000 đồng. Mẫu gộp từ 310 đến 410.000 đồng cho mỗi lần xét nghiệm. Một trong những bất cập là đối với các lái xe đã được doanh nghiệp ưu tiên tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, khi lưu thông qua các địa phương vẫn phải xét nghiệm COVID-19 như những người chưa tiêm phòng. Thì để mà đáp ứng được cái đấy thì lái xe ít nhất là mất một ngày buổi sáng để có thể là đi test cái COVID đó và để có kết quả. Khi mà có kết quả xong đấy thì nó sẽ lại ảnh hưởng đến cái thời gian vận chuyển cũng như tiến độ về giao hàng hóa của các doanh nghiệp cũng như là đơn vị vận tải. Thế những cái chi phí về thời gian, chi phí về test COVID gây ra cái gánh nặng cho doanh nghiệp. Thêm vào đó, rất nhiều những chi phí phát sinh như tiền cầu đường, tiền xăng dầu, nhưng cước vận tải thì không đổi. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ban ngành liên quan sớm đưa ra hướng dẫn để doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho lái xe của mình. Việc này khi thực hiện sẽ tháo gỡ bớt gánh nặng chi phí xét nghiệm cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Đây chính là liều vaccine cần thiết cho các doanh nghiệp vận tải trong
Lợi dụng người dân có nhu cầu vay vốn làm ăn sau khi dịch bệnh được kiểm soát, một số các đối tượng giả danh quỹ tín dụng nhân dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tỉnh Khánh Hòa cũng đã có nhiều trường hợp khách hàng làm theo và bị mất tiền. Các cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng lừa đảo tín dụng đang gia tăng. Trong cuối tháng 9 vừa qua, anh Vũ Đức Dũng ở phường Phước Tân, Nha Trang có nhu cầu vay một khoản tiền để mở lại cơ sở làm ăn. Sau khi tiếp cận thông tin tại một trang Facebook có quảng cáo hỗ trợ vay tiền thuộc quỹ tín dụng nhân dân, với lãi suất thấp, hồ sơ, thủ tục cho vay khá đơn giản, nên anh Dũng nhanh chóng liên hệ hỏi vay. Tuy nhiên, sau khi tiến hành làm các thủ tục vay, đối tượng tự xưng là cán bộ của quỹ tín dụng nhân dân yêu cầu anh Dũng đóng tiền phí làm hồ sơ là 650.000 và 2.500.000 đồng phí bảo hiểm khoản vay, thì mới giải ngân số tiền vay. Đến khi nó gọi lại, nó báo, nó nói là bây giờ bên ngân hàng đã duyệt hồ sơ rồi, anh phải đóng 2.500.000 phí làm hồ sơ để nó sẽ giải ngân khoản vay. Mà anh thấy là cái phí bảo hiểm như vậy là không hợp lý, cho nên anh mới bảo là gửi lại anh cái tiền phí làm hồ sơ, anh không làm nữa. À, nó nói là nếu anh không làm nữa là coi như cái phí hồ sơ anh không có hoàn lại được, tại vì bên hồ sơ công ty đã duyệt rồi. Đó. Anh thấy vậy là anh biết là mình đã bị lừa, anh không có làm việc với nó nữa. Đây chỉ là trường hợp điển hình mà chúng tôi ghi nhận được. Rất có thể còn nhiều khách hàng khác bị lừa đảo, chiếm đoạt, nhưng do e ngại nên chưa đến trình báo cơ quan chức năng. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng luôn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách lấy danh nghĩa là cán bộ quỹ tín dụng nhân dân, lập Facebook sử dụng hình ảnh quỹ tín dụng nhân dân và có địa chỉ tại địa phương nơi người dân sinh sống, quảng cáo nhiều sản phẩm vay với lãi suất thấp. Mấy trang này mình cũng vô tham khảo nhiều lắm, cũng gọi qua ngân hàng rồi, nhưng mà ngân hàng nói là không có, nên mình không dám tin tưởng, nên cũng không dám vay. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Hòa đã có thông báo đến tất cả các thành viên của quỹ về tình trạng lừa đảo này, đồng thời hướng dẫn cho khách hàng khi có nhu cầu vay vốn đến trực tiếp trụ sở Quỹ Tín dụng Nhân dân để được tư vấn cụ thể và điều kiện quy trình cho vay. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa cũng đã phát đi thông báo đến tất cả các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới hiện nay, khuyến cáo người dân nên trình báo đến cơ quan chức năng để xử lý, ngăn chặn kịp thời các vụ việc lừa đảo. Với Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Hòa thì không có bất cứ một cái hình thức nào mà cho vay online như thế. Tất cả là đều trực tiếp với khách hàng thành viên, lấy thông qua là các cái hội phụ nữ, hội nông dân của xã Ninh Quang và phường Ninh Hiệp, chứ không có mình làm online. Thực tế cho thấy tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ yếu rơi vào nhóm người dân đang cần tiền nhưng lại thiếu thông tin, trong khi thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Mặc dù thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên tục cảnh báo các thủ đoạn tội phạm trong hoạt động tín dụng, song nhiều thủ đoạn lừa đảo mới vẫn xuất hiện, gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức tín dụng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng kịp thời phổ biến các phương thức thủ đoạn tội phạm đến khách hàng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng giao dịch tài chính an toàn, giúp khách hàng nâng cao nhận thức về rủi ro, cảnh giác trước những thủ đoạn tội phạm mới.